Thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Không dám vậy. Vâng, thì em xin trả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không chồng thì lấy cái gì anh sâu.